bán quần. Cái gì mà cái gói quần. Cho bóp phê. Sì, sì, con em. Xin chào mọi người có khỏe không? Mấy hôm nay bận quá cho nên bây giờ mình mới có thời gian để làm một cái video mới nè. Thấy cái đám hẹ ngoài vườn nó mọc tươi tốt quá cho nên bây giờ mình sẽ hái một ít vào để làm món ăn tối cho cả nhà. Nguyên một tuần nay thời tiết ở chỗ mình là cứ mưa hoài à, mà cũng chỉ có 5-6 độ. Không biết bao giờ là trời mới ấm lên để mà còn được làm vườn nữa. Hôm nay sẽ làm gỏi cuốn. Bây giờ ở ngoài vườn vẫn chưa có rau thơm cho nên gỏi cuốn mình làm hôm nay thì cũng sẽ chỉ có là giá nè, xà lách, hẹ với lại tôm thịt. Tôm ở bên đây mua mọi người là lúc nào là nó cũng luộc sẵn hết. Xong rồi sau đó về thì mình sẽ việc chỉ bóc vỏ ra mình ăn thôi. Nhưng mà hoa hiệu hoa sẽ phải rửa sơ qua với nước nữa là tại vì nó bị mặn á. Trời ơi, hoa thèm cái con tôm sống ở Việt Nam mình á, tôm tươi mua ngoài chợ về xong rồi cái việc mình hấp lên rồi mình luộc á, nó còn ngọt nước lắm kìa. Còn đây nó cứ sao sao, ăn không có thấy ngon lắm. Sáng làm bán quần. Cái gì mà... Cái gói quần. Cho bóp phê. Rồi, hôm nay làm gì nè? Hôm nay làm gói quần. Dạ. Làm gói quần, cái này là bán trăng. Bánh trắng, cân nút. Cân nút và xà lách. Cái này tên là gì? Giá. Giá. Và... mì. Mì với bún. 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 Và hết. Không. Anh ấy không ăn tôm. Anh không thích ăn tôm. Không thấy sao không thích ăn tôm? Tôm ngon mà. Em thích. Nhưng mà anh ấy không thích. Tại sao không thích chứ? Không muốn. Và tôi. Rồi hành. Hẹ. Rồi lấy cuốn đi. Mọi người thè giỏi không? Cùng giỏi không? Cũng xấu quá kìa. Giỏi không? Đâu coi cuốn được không? Giỏi. Mà thịt đâu? Không có thấy thịt nè. Giống nhỏ ở Sài Gòn. Ở đây này bán gỏi cuốn hả? Bán gỏi cuốn, đúng rồi anh em. Thì làm về bán gỏi cuốn. Bán gỏi cuốn? Này lấy bán bao nhiêu một cái? Ở nước Pháp có lẽ 1 euro một cái. 200. 20. 25.000. 25.000 một cái. Một cái gỏi cuốn. Ở nước Pháp. Dạ. Ở nước Pháp mắc hơn. Đâu cái nào Alex? Alex và hoa. Và bốn loại này hoa. Dạ. Cảm ơn Alex. Cảm ơn. Cảm ơn. Xí xí của em. Cảm ơn. Ouais. C'est pas grave si tu fais Ouais. Pas beau. Je peux pas faire aussi bien que toi. Est-ce qu'on a une place de pratique beaucoup de main ouais. C'est pas trop mal. Ouais. C'est bien. Bon, c'est pas aussi bien que toi, mais non, c'est bien. Ouais. Hôm bữa làm đậu hũ còn dư 2 miếng thì mình sẽ đem chiên lên nha. Cái này là hai cái đậu hũ nè. Bây giờ Hoa sẽ cắt đậu hũ xong rồi mình cuốn chung với gỏi cuốn luôn. Tại vì nhà có em coi đấy là ăn chay. Em gái Alex ăn chay.
cho nên là mình sẽ làm đậu hũ gỏi cua cắt nửa vậy anh ta. Đậu hũ nhà làm ngon như ngoài tiệm. Làm đậu hũ ở nhà nhìn ngon bộ. Xong rồi mình sẽ để đậu hũ trong. Em gái của Alex thì ăn chay, nhưng mà không phải là ăn chay heo đạo mà là do ăn chay tốt cho sức khỏe thôi à. Nhưng mà thật ra là em vẫn ăn hải sản, chỉ có điều em không có ăn thịt động vật. Tất cả các loại thịt động vật em sẽ không ăn. Cho nên sẵn thì mình sẽ làm một ít gỏi cuốn đậu hũ với lại gỏi cuốn tôm để cho em ăn. Ăn gỏi cuốn thì mình thích ăn chung với tương đậu hoặc là với mắm nêm. Nhưng mà nhà của Alex thì ba mẹ chồng thì có lẽ là sẽ không ăn được mắm nêm đâu. Cho nên thành ra là mình đã làm tương đậu với lại còn đồ chua nữa nè. Cái tương đậu này là mình học ở trên mạng, là mình dùng tương đen, bơ đậu phộng, tí xíu nước cốt me, đường với lại nêm nếm lại sao cho vừa ăn. Ta-da, xong thành phẩm rồi nè mọi người. Ở đây là có 16 cái gỏi cuốn thì mỗi người ăn tầm 4 cuốn thôi là đủ rồi. Bây giờ Alex đi bán gỏi cuốn. Bán gỏi cuốn à? Ok, đi bán. Et ça, c'est le truc que Alex il a fait. Ah, moi bien. Alex? Alex, viens voir. C'est moi bien. Not very well. Je voulais mettre le micro petit, mais je l'ai pas trouvé en haut. Voilà, tu les vois les crevettes? Oui, oui. Ah oui, et tu me vois aussi, il a la viande, ça c'est du tofu. Ah, parce que ça c'est la viande, et ça c'est le crevette, et tu me vois. Ouais, tu vois sur le côté les crevettes. Alors celle-là c'est quoi ça? Ça c'est le crevette et la viande. Comme ça, d'accord. Ouais. Ouais, ça c'est le crevette tofu. Oui, alors je vais prendre là comme ça. Ouais, et hop, tu manges. Very good. Si, mon couleur de printemps. Elle a chaud comme un. Bon. La sauce est bonne. C'est la sauce à quoi, toi? C'est la cacahuète. Le soya. Une cacahuète. Mais la recette qu'elle a trouvée, là, de sauce, elle est super bonne. Elle est un peu différente, je trouve, de celle du Vietnam. Elle est meilleure, moi, je trouve. C'est toi qui l'as fait, la sauce, là? Oui. Ah, oui. Elle est trop meilleure que les. La sauce normale. Très bon. On va dire. C'est bon. Facilement. C'est bon, on va. Ah, mais bon. Bon, hein. Oh, il y a à manger à côté. Ouais. Ça fait aussi pour Elisa et Mathieu. Ça, c'est pour Elisa et Mathieu? Non. Au frigo. Moi, c'est gentil. On dira, on va manger au petit Saigon. C'est bon. Ah, elle a des poids quand même, l'autre coach. Parce que ouais, t'as des plantes comme ça qui aiment bien à la fois l'ombre et puis l'humidité. Mm-hmm. Alors du coup, on mettra soit un buisson devant ou le bassin devant. Ouais, de là. Et puis on le trop-plein ira dedans. Le bassin, il n'a pas besoin d'être tout près de ta mort. Le trop-plat, il peut repartir dans un tuyau à 10 mètres oui, de là, puis faut être mort plus loin. Ah oui. Oui, oui. Oui, il y a aucune nécessité, oui. Je mélange avec quelques dents. Le carotte, c'est bon. Ouais, c'est très bon. Ah oui, c'est bon. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây nha. Nếu mà mọi người thích kênh của mình thì mọi người bấm thích và đăng ký kênh Hoa và Alex của Sống Pháp. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những video sau nha.